với thằng cái cột đó đi xuống dưới cũng nó quay đồ mấy anh đẹp kìa. Ừ, còn ghê thiệt. Thank you.
cái cột này cả ngàn tấn ấy chứ. Ha. Sắp đúc mà. Má cái cẩu có 5 tấn mà cẩu được cái sắt 1000 tấn. Ghê thiệt. Cho nó quá ơi, mình thằng kia nó thiên luôn kìa. YouTuber mà. Bữa nào đi được là đi hết. Em đuổi ra luôn. Sao đuổi ra? Đâu, em thấy mấy thằng nó quay trên YouTube nó cũng quay cái xe cẩu vậy thôi, nó cẩu đi sắt vậy thôi à. Mà đùa, nó chịu view á. Cẩu mấy cột á, cũng cột này chứ gì.